Ferrari Enzo, McLaren F1, Porsche Carrera GT. Sống tốt phong, vì tôi bỏ dân thay ní, mình đi dân phí brand lan ở rộp tăng ơn tê. Tại vì tôi bỏ dân thay ní, cứ dân nâng môn đi dân phí sạch lan rộp bỏ Skyline O3-4. อ3บุญคือជារថយន្តក្នុងក្តីសម័យរបស់និសានហ្វេនបយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពរថយន្តវាប្រៀបបាននឹងតារាល្បីម្នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញវានៅគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងមិនថានៅក្នុងហ្គេមផូស្ទ័រអានីមេហើយវាក៏ជាតារាសម្ដែងក្នុងរឿងហូលីវូដម្នាក់ផងដែរ សូមអរគុណទៅដល់កំផែកឌីហ្សាញដែលបានគាំទ្ររាល់ការចំណាយក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះជូនបងប្អូនទស្សនាដោយមិនគិតប្រាក់កំផែកឌីហ្សាញគឺជាក្រុមអ្នកឯកទេសក្នុងការឌីហ្សាញ Display Room សម្រាប់ទឹកកាន់ឆ្នាំ2004វិញខណៈពេលដែលលឹបកំពុងរៀនកខក្រុមវិស្វកម្មមួយក្រុមនៅជប៉ុនគឺនីស្មូបានកំពុងតែខិតខំស្រាវជ្រាវលើការផលិតរថយន្ត R3 4ម៉ូដែលចុងក្រោយគេបង្អស់ថ្លៃជាងគេបង្អស់និងមានចំនួនផលិតតិចជាងគេបង្អស់ក្នុងត្រកូល R3 4នោះគឺនីសាន R3 4 Z-Tune ដើម្បីជាកាដូគម្រប់ខួបមួយ២០ឆ្នាំរបស់ខ្លួននីស្មូបានយកZ-Tune ដែលជារថយន្តឈ្នះក្នុងការប្រណាំងធូនឺបាតថតកាលពីឆ្នាំ2000មកអភិវឌ្ឍជារថយន្
kêu tiết trở mang đâm cao tốc nơi cầm hôn đâm bay ở khu mây trong nón cài bán mơ đời xa tại Nissan ban đại nhà đòi Nismo thuê cả đòi mình cất vì phê liệt phật có đôi chi thả vì cả đã rơi trong này trong cả phật chẳng hai trang tịch nơi phật có đôi chi và thấu thiệt đam đại miền nằm lại thay thay đôi chi cặp bàn vải bơ nâng tì tần nhôm đại cả nấu viên mặt trời ban cho một prapra tôi lồm tê liệt đôi sập ngày nửa tê sum rap tâm nạn ca đầm bồ nơi ca phật sật thú nó cứ Nismo ban promo tây mèo vinh nơi skyline chi thì ó o sam buôn vi spec đại prapra tịch chiêng bay mơn km rồi chuyên tặng mô trời ban trời rơi đào dựa tổng đắc đào vi sạ con này Nismo hai kêu một công thằng ó nó không rồi chuyên trời ban rơi chân ao nơi sọ tại krong vẫn nó đầm bay thưa cả upgrade đại ca nghe tặng nút trời thưa đào đại nẹt chim nín tặng sòng hai sạ si rồi bò sật thôn trời ban bắt đầu bò tây chi bò tập prap bị xe sật thôn silver kyo lướt lên tai sạ si lê biển o sam buôn zone zone học buôn cả bay mươi cốt đại nơi rẻ xa bò midnight purple series đã đạt hai mùa hai cào bò bị xe nút cứ mà cha lan ban chi diêm o rẻ về mười năm đầm bay sông cầm ao Nismo nó bắt đầu bò rồi chuyên bò quạt vậy tới một quạt crash nhưng nhom về từ nhà cái điện tai nơi chân nam pi pon đập ram bay sật thôn lệ riêng tì đập ram muôi cái tây ban cho mà rồng chạ Nismo đầm bay bắt đầu bò tới chi bò midnight purple series phong đại đời xa tai sầm rõ đào tẹt tiếng rồi bò bò muôi nè cái vị ban ban nơi bò bị xe xả xì chẳng một phầy nút cái tây ban cho mọi chuyện muôi nó stout ba đại phật lật vị tì tận nhom nâng stout bàn tham nơi carbon fiber nơi paraben chống vinh prop lên cần lại chập cho bom tặng một nâng cao đầm bay ở xã xí răng muôn chừng muôn phong đại carbon fiber cái tây ban cho mà prapra chỉ muôi nâng bò kháng một spoiler phần đạc bạt kháng mốc nâng cầm rộp machine phong đài đài phần này chẳng ở nú viết trời ban design bị xe copy skyline thỏa mặt đà đàm bấy đọ cầm đau nâng ai lùm hồ cháu hô ban lo chiên môn đài cắt màn thoi trang để thuê ai rụt dương rồi bao giờ nâng dư chiên môn nơi quê để dương bạc bò lượn lươn đời xa tại vì bàm pra nâng vật thổ thiệt đam đài miên tâm lai thay thay đối chia carbon fiber nâng tì tần nhôm nâng dàn phoi rim design chi bị xe hay đối dàn chi thi pram roi plật đài rê mà là bây rồi bao chú bôn đối khi nâng dàn rồi bao bóng tàu văn cầm bông lai lụa rồi thang ai chân đài vì thuê ai sật thôn miên tổng quân tâm tài mùi quán pram mùi roi kilo tại bên đó, nỉ cứ việc xài chiếc GTR, rồi hồ tạt đòn 1040 kilo ấy nào. Sắc xì bị xe này tạo bằng một bề màu chỉ mùi machine để áp vào tranh bị legendary này machine cứ ở bí một hai gram mùi DETT. Đời xa tại sạch thôn cứ chia rồi dùng trong cài bằng ở này Skyline GTR, chẳng rồi dùng mùi này vì bằng một bề màu chỉ mùi nâng bị chạy chia chẳng chẳng. Đại Nismo tụ tụ bàn bị bảo sắc, nông ca bản năng rồi dạp bềm đọc bàm chân nằm. Sạch thôn bàn bà bà nơi cửa bằng công chỉ chẳng để đổi khi nền rồi dùng bản năng GT bàm rồi. Đại vì mình được chia bà lọc xì lang bị xe, đại mình lấy cầu triple copy block xi lăng đại miền lịch cột 05U sầm rạp O34 thỏa mặt đa nâng 14U sầm rạp O34 spec nó các phí block machine bì xe ni sật thôn của bàm pra nâu GT connecting rod đồng bì dạ lẻ xa nâng răng mòm chiếng môn GT kreng xa vì lơ bà căng đại ca tranh bì ca sông cọt phùm đại vì miền phịp răng mòm chiếng vì lơ bà căng thỏa mặt đa đại cửa mong công thằng nốt trai ban do tranh phí rượt dân bà năng GT pram rồi cả đồ chia rượt dân sầm rạp bà năng nò bà rinh 14 hour indoor race cả bà năng đòi mình chọc chọc không được dạp bê 14 màu piston đã prapra khăn ông mà xin này cứ chia prapra piston for piston đầm mấy thuê về miền phía thôn nâng cầm lãng bố sử bò thô bố thông chiến môn đại phần lật chia bì xe đại IHI cầm hôn tại mối đại phần lật thô bố ở Ferrari buôn pram bay chi thị bì bốc chi mùi nâng các bạn gần lạc thamay đò à cam nâng e hình thêc đại design chia bì xe mà xin này ai bằng càng cầm lãng ra hồ tạ đò
đo 493 HP nâng bằng can là bươn vì sôn tới 100 trăm tay rìa phê bay cơ biệt phạm bay vị nơi tì tại bản đó hai viên miền là bươn cầm phố lơ phi bay rồi kỳ lộ mạch khăn mùi màu đầm ấy bên cho khẩm đai ở xe tiền 493 đây là khăn mà xin đi xe mô bàn phơ ca upgrade lơ propon mà cho khẩm đai phóng đai tại viên miền được chia intercooler xâm rạp bên cho khẩm đai của sao thủ bộ thamay thông tật thamay xóm bình mà xin thamay nâng bằng tham nơ xóm bình phong cả đôi chia xóm bình và ọp lệ phóng đai đời xa tại sạch thôn tiền đập rằm buôn cường cao cứ chia rộng dân xâm rạp bạc bò lơ phơ dân việc tìm tìa ở miền ca thái toàn tích nâng bình chân xanh phô tích tạm cho bạp lại bàn cầm nạp dân mà xin sạch thôn ní trở ban tâm lệ cầm làng ở sau chiên sạch vòn đại bằng phẹn lơ sạch thôn ca bì chân nằm bì bốn chất mưu rồi xe hẹn nọ tu tâm lệ cầm làng sơ tay mưu rồi xe men tại mà xin ní có mình sao bị đại mà xin in line xích chung nọ phì bì phạm bấy lít thua bồ cha cho bò sạch thôn nơi tại bằng càng cầm làng pro 2 khí nì nâng mà xin vi thên chung nọ phạm lít đại bằng phẹn lơ rột dân Lamborghini Gallardo đại phạm lật không xam đôi khí nì nốt tờ 2 đại vì thua ai sạch thôn nó mình khó bì vạn đà nó tê Say say call me Wanda, pretend to call me Sam, put អំពីយ៉ាសុផខផមិចត្រូវបានឌីហ្សាញមកជាពិសេសសម្រាប់សិតធូនក្នុងការបញ្ជូនកម្លាំងចិត្ត500សេះនេះទៅឲ្យប្រអប់លេខដៃ 5 speed gearbox ដើម្បីធ្វើឲ្យកង់ទាំង 4មានចលនាត្បិតតែជារថយន្តផលិតក្នុងឆ្នាំ2004មែនតែសិតធូនប្រើប្រាស់កាបូន ក្រោយដោយ Ferrari SP3ដែលក៏ដោយក្តីដើម្បីគ្រប់គ្រងរថយន្តដែលមានកម្លាំង 500សេះនោះក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលពេកនោះដែរដោយនេះហើយទើបនីស្មូបានសហការជាមួយប្រេមបូដែលជាអ្នកផលិតហ្វ្រាំងដល់ល្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងថ្មីសម្រាប់សិតធូនហ្វ្រាំងតែមួយមុខបន្ទាន់គ្រប់គ្រងនោះទេដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ដេចនៃបីសាច់កុនស៊ីឡានេះនីស្មូក៏បានសហការជាមួយនឹងZAC ក្នុងការផលិតបូមថ្មីដែលZACនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលផលិតបូមឲ្យដេឌីរបស់Porsche 911ដល់18គឺPorsche Carrera GT រថយន្តចុងក្រោយគេដែលPaul Walker បានជិះ សម្រាប់ផ្នែកអ៊ីនធើរខាងក្នុងនៃរថយន្តវិញវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចផងដែរដែលវាបានប្រើប្រាស់នៅស្បែកពណ៌ខ្មៅនិងអាល់កែនតារ៉ាពណ៌ក្រហមនៅតាមចង្កូតនិងផ្នែកខាងក្នុងនៃកៅអីបន្ថែមពីនេះទៅទៀតវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកុងទ័រថ្មីដែលមានផ្ទៃពណ៌សខុសពី R34ម៉ាដានិងម៉ាល់ទីហ្វង់ក្ស៊ិនឌីស្ប្លេដែលបានបង្ហាញដាតាឡុកគ័រឡេបថៃម៉ាធើនិងហ្វង់ក្ស៊ិនទៅទៀតគ្រប់ឯកសាររបស់សិតធូននីមួយៗគឺសុទ្ធតែត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងវ៉ាលីផលិតពីកាបូនហ្វៃប័រដែលវាមានលេខសម្គាល់ដូចនឹងលេខទួររបស់រថយន្តនីមួយៗអញ្ចឹង សម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញបើនិយាយពីតម្លៃការពីវាចេញលក់ដំបូងនោះគឺវាមានតម្លៃប្រហែលតែ 16,400 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ឥឡូវវិញបើសិនជាយើងឃើញមួយគ្រឿងដែលកំពុងដាក់លក់នោះតម្លៃរបស់វាមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារនោះទេត្បិតតែសិតធូនវាត្រូវបានផលិតតាំងពីជិត 25 មុនមែនតែរបៀបរបបនៃការផលិតក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់នោះគឺមិនអន់ជាងឡានស្ពណ៌សពថ្ងៃប៉ុន្មានដែរតែมันមានន័យថាសុភខាអន់ជាងស្កាយឡាញពេកនោះដែរនិយាយទៅទាំង JDM និងសុភខាគឺសុទ្ធតែមានចំណុចល្អរៀងៗខ្លួនដែលយើងគួរតែសិក្សាពីវាបន្ថែមតាមរយៈវីដេអូរបស់ The Lake Cambodia អញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនា